tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, giống như mình đạt được cái trạng thái tâm chân như của mình rồi. Yeah. Mình thấy mọi cảnh vật nhưng mà mình không có danh lợi, không có tình ái, không có có gì thụ lợi gì, mình thấy biết nhưng mà mình không chạy theo nó. Còn phương tiện mình nói ra này là để độ người mà nói thôi. Yeah. Chứ không phải phương tiện nói. A Di Đà Phật, thì hôm nay cũng hữu duyên, cũng sẵn đây thì cũng hỏi thầy Hoại về một cái pháp môn là môn thiền. Thì bây giờ đó thì rất là nhiều người tu thiền rồi ngộ thiền rất là nhiều, thì theo thầy cách tu thiền và ngộ thiền đó là như thế nào thầy? Xin thầy quan hỷ trả lời giúp cho kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay có nhân duyên thì em thắc mắc á, trên YouTube nhiều người nói về ngộ thiền này, cái biết đây, cái biết tức là Phật tánh, nhận được cái biết tức là thành Phật. Thì trên YouTube thì nhiều người đăng lên, nhưng mà nói về tôi thì tu đó giờ cũng lâu rồi, ăn chay trường cũng mấy ba mấy năm rồi, người xuất gia từ tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo, tu sĩ độc thân giáo Hòa Hảo đi xuất gia cũng gần 15 năm, từ tu sĩ Phật giáo 4-5 năm bỏ gia đình đi tu ở Am Cốc rồi xong mới đi xuất gia tu hành là hôm nay cũng gần 15 năm. Thì cũng nghe nhiều người lên YouTube rồi Phật tử rồi cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo rồi mấy thầy mấy sư nói ngộ thiền Phật chứng quả vậy, Phật tại tâm rồi kia. Thì cái đó hôm nay mình xin chia sẻ là hoàn toàn là sai lầm, là như thế này, đó là việc kiến giải. Kiến giải là cái hiểu biết, mình biết vậy thôi, chứ cái thật chứng thiền ngộ thiền thì chuyện đó là hầu như là khó kiếm và hiếm có. Khó kiếm và hiếm có là như thế này, nếu mình nói về thiền phải có căn bản, phải có thứ lớp này nếp đàng hoàng nó mới đi đến mức độ giác ngộ giải thoát, còn mình nói ngang không là cái đó là hoàn toàn sai lầm. Đó là thuộc về kiến giải thôi. Như khẩu đầu thiền chỉ biết được cái lời tổ, lời Phật nói ra rồi mình cho là mình đạt được, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Mình phải căn cứ trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật Thích Ca nói á, là trong 37 phẩm trợ đạo là có bát chánh đạo. Bát chánh đạo đạo là gồm là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp. Ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Thì chánh định là như thế này. Nếu mà trong 37 phẩm trợ đạo á, mình phải nắm gần được bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một con đường để đưa đến cái sự quả vị giải thoát luân hồi. Là bát chánh đạo á, là khó nhất là cái chánh định. Mà cái chánh định nhà Phật luận á, là một chánh định á, thật là rất khó. Nó rất khó là mình đâu phải là đơn giản mà muốn nói là được đâu. Một chánh định thật là rất khó, phải giữ tấm lòng bất động như như. Cái một tấm lòng của mình phải bất động như như. Còn mình đối cảnh đối duyên mà bị sao động, bị ấm nhiễm mà mình nói mình ngộ là sai lầm, thì đó là mình nhận sai. Tức là mình là phàm phu mà mình cho mình là Phật thánh không, cái đó thì nó là cái chướng ngại gọi là lạc vào tà kiến. Đó. Là một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Bất động là không có ai làm cho mình phiền não sân si nổi lên hết. Thấy không? Giữ tính làm phải bất động như như mà cho hồn linh, hồn linh là gọi là cái tâm cũng gọi là hồn đó. Mẹ cho hồn linh yên lặng an cư. Yên lặng là cũng như giống mặt hồ của mình, không có gì quấy động, không có gợn sóng nha. Mà không phải một lúc một giây mà cả đời, cả suốt đời luôn. Phải giữ như vậy, giữ tâm hồn bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới quần lai bổn tánh, thì mới trở lại cái tánh Phật của mình, giống như Đức Phật Thích Ca đó. Phật Di Đà, các vị Phật, mười phương chư Phật đó, nó mới đạt được cách trở về cái bản chân như tâm Phật của mình được vậy. Còn mình đối cảnh đối duyên mà còn phiền não tham sân si nổi lên đó, là cái đó là mình nhận lầm cái tâm Phật của mình rồi. Mình chưa được như vậy mà mình cho là mình chứng, cho là mình đắc. Đó, nhà Phật nói đó, là mình chưa chứng mà nói chứng là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ thì mang tội đó rất nặng. Đó. Thành ra hôm nay đọc lại cho quý vị biết là như thế này. Nếu cái người tu thiền phải nắm gần bát chánh đạo. Bát chánh đạo á, là một chánh kiến, thấy mọi việc không bị lầm lạc. Hai chánh tư duy là tư tưởng của mình. Đó, tư tưởng lúc nào cũng lợi lạc cho mọi người, không có bảo thủ về mình, không có ganh hờn, không có ghét ai. Đó, chánh tư duy là tư tưởng chân chánh đó. Ba chánh mạng là thanh mạng của mình phải trong sạch, người phải tiệt dục, tiệt dâm. Đó. Chánh mạng, chánh ngữ là lời nói á, phải trong sạch, hiền lương đức hạnh là nói chân. Từ phải đúng trong kinh sách nhà Phật. Đó, chánh niệm là ý niệm,
lúc nào cũng chân chánh hết, chứ không có tà niệm. Đó là chánh niệm. Thứ tóm lại là bắt chánh đạo, cuối cùng là chánh định. Một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới quần lai bổn tánh, mới trở về tánh Phật của mình. Còn những cái thiền mà nó xuông xuông đó là mình nhận lầm sai rồi. Hôm nay tôi xin khuyên quý vị hãy nghiêm cứu kỹ lại và thực hành theo bát chánh đạo mới đúng về giáo lý của nhà Phật, mới đúng được chứng ngộ giải thoát được. Thành ra đó phải muôn ngày mới vô sự, mới lóng sạch phàm tâm. Mình đạt được bát chánh đạo rồi là phải muôn ngày. Muôn ngày đó là chữ muôn là tức không phải một ngày hai ngày, mà nó rất là nhiều ngày vô sự. Mình sanh sự, sự sanh. Mình vô sự thì không có gì sanh hết. Đó. Bởi vì ông Thanh Sĩ ông nói là chặt dình được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Hoặc là mẹ đấy con tâm vô nhất vật ấy là tâm Phật đấy con. Đó. Muốn cái tâm vô nhất vật thì tự mình biết rồi. Đụng cảnh, đụng duyên mình còn phiền não, tham sân si nổi lên, mình biết mình là phàm phu và làm sao mà Phật tánh được. Thành ra có nhiều người nhận lầm, nhất là sai lầm, là khi cái nhận lầm cái kiến chấp đó mình cho mình là được như vậy. Đó, nó là cái biết đây là Phật tánh. Cái biết nó không có nguồn gốc, nó không có căn cứ. Giống như tôi nói là một chánh định thật là rất khó, phải giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới quần lai bổn tánh, mới trở về tánh Phật của mình. Thiền người ta phải có bài bản thứ lớp từng mực như vậy, ta mà làm đúng vậy mới đạt được. Còn mình đi đâu có cái biết ngay đây, biết thì ai cũng có cái biết, ai cũng nhận được đó. Nhưng mà cái biết mình biết sai lầm, sai lầm là mình phàm phu mà mình cho mình biết là mình Phật thánh không. Nhà Phật gọi là đại vọng ngữ là một tội rất nặng. Đó là đại kỵ của Phật giáo. Phật giáo là có sát đạo dâm vọng, sát là giết. Giết người này kia đó là tội đó, tội đỏ đó. Giết người, sát đạo, đạo là ăn cắp vàng bạc kim ngân châu báu đó. Cái nào dâm, dâm là dâm dục đó. Giọng là giọng ngữ đó. Giọng ngữ là chưa chứng nó chứng, chưa đắc nó đắc. Thành ra hôm nay thầy nói cho em biết là như vậy đó. Thành ra cái thiền nó phải căn bản của nó. Mà phải đạt được cái tấm lòng bất động như rồi, phải không? Mà đạt được như vậy, phải muôn ngày đó, vô sự mới lóng sạch phàm tâm. Muôn ngày vô sự là như thế này. Cái nhất á, đầu tiên mình phải ở nơi thanh vắng để cái tâm của mình nó lóng lặng lại. Khi nó lóng lặng rồi, thấy không? Rồi không, một thời gian mình thuần thục rồi, mình phải đi ra ngoài cảnh ngoại duyên mà không có gì tác động đến tâm mình hết. Đó. Là đơn giản là lục căn mà tiếp xúc lục trần, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mình tiếp xúc lục trần mà tâm của mình không khởi, không khởi những trần cấu, không khởi những ham muốn, không khởi những tham liếng. Thì cái đó mình đối cảnh đó như người ta chửi, người ta mắng hay là ta dùng những cái lời gì đối với mình, nó không dính dáng gì mình hết đó. Thì cái đó đó mới thật sự là mới trở về cái tâm Phật chân như được. Đó. Mà thường mới đạt được đó phải đó có từ bi hỷ xả, là Phật có từ bi hỷ xả mới thường hành bình đẳng hạnh. Từ là Đức Phật đối với tất cả chúng sanh như mẹ đối với con, bi là chúng sanh là dạy dỗ chẳng nghe lời Phật, chẳng như thế mà ghét bỏ thương xót không cùng. Hỷ là thường thường an vui mà làm những việc lành, nhiều gặp hoàn cảnh khó khăn trái nghịch Phật chẳng như thế mà ghét bỏ, chẳng thế mà nản chí thối lòng. Xả là ngài chẳng chấp nào cái gì ở thế gian, tất cả những thế gian này Đức Phật không có chấp buộc, đều buông xả hết. Cuối cùng của ngài là thường hành bình đẳng hạnh, coi tất cả chúng sanh đều là Phật tánh, đều là như ngài, thương xót và là bình đẳng. Nhưng mà tâm trần tục thì còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Mình còn cái tâm trần tục, còn nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, làm sao thoát khỏi luân hồi. Mà mình cho mình chứng mình ngộ thiền đó là hoàn toàn sai lầm. Hôm nay em hỏi thầy mới nói cho em biết, thầy có nhân duyên thì em cũng mong em cũng có cái tâm để mà chia sẻ Phật pháp cho mọi người hiểu biết. Thành ra mong quý vị mà tu thiền, nhận thiền, nắm theo bát chánh đạo của nhà Phật mới đi đúng đường. Còn cái mà nói suông, ngộ suông đó là chỉ là suông thôi, khẩu đồ thiền thôi. Thành ra là hôm nay chia sẻ như thế đây, mong toàn thể quý vị cũng quan hỷ dùm, tại vì tôi dùng cái kiến thức hiểu biết của tôi chia sẻ cho quý vị cảm nhận được. Để mà quý vị nào mà ngộ thật á, ngộ thiền được chứng quả vậy thì tôi rất là tán phục. Còn quý vị phải xét kỹ để mình đi coi có đúng mình có ngộ thật hay không. Nếu mà chưa đúng ngộ thật thì mình phải tự xét lại mình. Và chọn con đường đi theo bát chánh đạo của Phật, trong đó mới quán chiếu lại mình được. Mới thành tựu được. Vậy thưa thầy, thì con cũng xin hỏi thêm cái này. Thì như cái cách thiền đó thì thầy thường là thiền như thế nào thầy? Cách ngồi á. Cách thiền á thì mong quý vị thông cảm giùm á. Thiền á thì tôi cũng có học qua. Nhưng mà tôi xét là tôi á, cái căn cơ tôi á, thì cái ngộ đạo khả năng tôi thì tự lực làm không nổi. Hiểu gì thiền tôi cũng hiểu chứ không hiểu.
Nhưng mà tôi thì tin tưởng vào sự cứu độ Phật Di Đà một đời này niệm Phật để được Phật Di Đà tiếp dẫn linh hồn giáng sinh yeah. cực lạc đó. Còn cái hiểu thiền thì em hỏi thì thầy mới nói. Thì cái mà thầy giải thích là cái cách cơ bản của thiền. Cơ bản của thiền như thế này. Dạ. Cái gốc chúng sanh đau khổ là do vọng tưởng. Dạ. Đó. Tính như cái vọng tưởng này á, là gọi là nhất thiết di tâm tạo. Dạ. Nhất thiết di tâm tạo là dù thành tiên, thành Phật, thành quỷ, thành bất cứ loại vật trên thế gian này, cái gì đó, cây đá gì cũng do tâm mà tạo ra, thấy không? Mà cái gốc tâm tạo á là do vọng tưởng sanh, thấy không? Mà tham liếng cái gì đó thì mình cái tâm mình tham liếng gì đó thì nó phải sanh ra cái đó, yeah. trụ vào cái đó, mình luân hồi cái đó, đó. Nhưng mà cái sanh này á, mình nói cái sanh là nó đơn giản thật ra, tâm mình nó suy nghĩ không ngừng, nó có lúc á thì nó khởi cái tâm từ bi như Phật, có lúc nó khởi cái tâm sân hận, lúc khởi tâm tham lam, lúc khởi tâm bỏng sẻn, nó diễn biến không ngừng, là thiên gọi là thiên biến vạn hóa đó. Thành ra mình muốn điều phục cái tâm này đó, mình muốn gom nó lại một chỗ đó, thấy không? Trên bên nhà thiền ta gọi là nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn, tức là một cái tâm thôi mà nó sanh ra vạn vật muôn màu, đó. Sanh khởi đủ niệm đủ thứ hết. Yeah. Cái chữ tâm là quỷ hai ma tiên Phật cũng là tên đó. Là nhất bổn tán vạn thù, cái tâm này nó vọng tưởng điên đảo, nó sanh khởi không ngừng đó. Mình muốn tu thiền á phải gom cái tâm lại, gom lại trong đa niệm, nó gom lại thiểu niệm. Đa niệm là gom lại cái ý niệm là nó vô cùng phức tạp, nó suy nghĩ rất là nhiều, di tế vô minh, nó suy nghĩ những vọng niệm xàm xiên đủ thứ không ngừng. Yeah. Không? Cái tâm này nhớ kia không ngừng, nó giống nhà Phật ta nói là tâm duy nghĩ mã đó. Tâm mình nó duyên như khỉ chuyền cành, nó không có dừng lại, nó chuyền qua chuyền lại hoài. Yeah. Ý như ngựa chạy á, nó không đứng lại mà chạy hoài đó. Thành ra mình muốn gom tâm mình bị vọng niệm á, nó chi phối á, nó sanh khởi á. Yeah. Thì mình chạy trần lao khổ ải thôi, những cái sàm xiên, những cái giả tạm thôi. Khi mình biết nó giả mà không chạy theo nó thì tự nhiên cái tâm mình nó sáng lên. Yeah. Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Đó. Giống như cái bóng đèn á, thấy không? Cái bóng đèn á thấp cái ngọn đèn lên thì nó sáng, nó cháy á, thì bóng tối nó tan biến đó. Còn mình không có thắp đèn lên á, thì cái bóng tối nó che phủ. Dạ. Đó. Giống cái người mà họ thế gian mà họ không tu thiền á thì họ suy nghĩ những cái sàm xiên danh lợi tình ái đó, nó ràng buộc cái đầu óc họ, đủ thứ trong tình đời cũng vậy ha, những cái vật tiểu tiểu eo hẹp. Dạ. Khi mình có cái tu thiền á, cái tâm của mình giác ngộ lên, rộng rãi lớn lên, lợi lạc được con người, mà tâm mình an lạc, mình buông xả những cái trần tục đi. À, nhưng mà cái đó là cái được cái lợi lạc hiện tại thôi. Yeah. Còn cái lợi lạc mà để thoát khỏi luân hồi á, thì nó đòi hỏi á, hành giả phải diệt hết di tế vô minh, phải trừ bỏ hết tham sân si của mình. Yeah. Đó, mình đạt được cái chân như bất động, cũng như là đạt đến cái tâm là gọi là một chánh định, thật là rất khó đó. Giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới quần lai bổn tánh, mới trở về tánh thật của mình. Còn mình á, tấm lòng của mình nó chưa có được bất động như đụng chuyện thì nó còn sanh khởi này kia đó, nó có an lạc đỡ hơn người thế gian rất nhiều, nó cũng tốt đẹp rất nhiều, nhưng mà thẳng cái là nó chưa có sập. Yeah. Chưa có còn, mà còn một mái chăng á, giống như á mình tu thiền mà còn một chút phiền não tham sân si đó, giống như hạt cát á, nó gớt nước nó chìm. Yeah. Đó. Hạt cát tuy là rất nhỏ nhưng mà gớt nước lại chìm, vậy này nó chưa có hoàn toàn sạch hết, nó còn miếng cát nhỏ là còn cái nghiệp chướng xíu đó là nó phải chìm xuống dưới đáy. Yeah. Đó là mình dưới đáy kiếp này mình tu mà không thành tựu thì đầu hai kiếp sau á, nếu mình có nhân duyên mình gặp Phật pháp mình tu tiếp nữa, giống mình đi một đoạn đường, đi một 10 phần mà mình đi hết 3 phần thì đầu hai kiếp sau mình gặp được cái nhân duyên đó mình đi tiếp nữa 3 phần nữa. Yeah. Đó. Còn nếu mà mình gặp những cái giàu sang phú quý gì đó mình hưởng thụ mình mê đắm á thì mình bị rơi luôn, xa đỏ luôn, không. Yeah. Có đường quay trở lại được. Thì đó. Cũng như thầy, cũng như nhiều pháp môn thì còn cái cũng như cái pháp môn thường thường là ngồi thiền đó. Ừ. Thì người ta cũng đại khái là có niệm chú, thì khi niệm cái những cái thằng chú đó là cái tác dụng của nó là như thế nào thầy? Thường thường cái người ngồi thiền á mà niệm thằng chú là như thế này, khi ngồi thiền có người giữ cái tâm nó ít vọng niệm đó. Dạ. Yeah. Thấy không, ít vọng niệm á thì thường thường nó ít vọng niệm đạt cái trạng thái đó đó thì nó có nhiều cái ma chướng xảy đến. Yeah. Ma chướng xảy đến là giống như mình ngồi để cái tâm không hay là ít vọng niệm đó thì nó có những cái ngoại ma và nội ma. Yeah. Ngoại ma là những cái gì nó tác động
ở ngoài nó tác động. Yeah. Giống như ở cái nơi mình ngồi thiền đó, nó ngoài có đó, những cái vong linh hay là những cái thần thức của con vật hay là cái người chết đó, nó chưa siêu thoát đó. Khi mình đã ngồi thiền là cái tư tưởng mình nó vậy đó, người ta biết mình có cái ý niệm đó, yeah, phải không? Rồi có những cái tâm mình nó sáng rồi đó, nhiều khi mình thấy những cái cảnh giới của ngoài cảnh đó, hiện tượng vậy đó, về tâm linh ha. Rồi cái tâm của mình nó bị chướng ngại, nhiều khi ta sợ sệt thôi là ta bị chướng ngại đó, ta mới trì chú. Yeah. Trì chú để cho nó có cái câu chú, nó có năng lực để mà nó trấn an á. Yeah. Trấn an vậy thôi, chứ thật ra người tu thiền thì ta không, ít có người ta trì chú lắm. Sẽ trì chú là để lấy cái câu chú ra để trấn an cái hiện tượng nó bên ngoài thôi. Ừ. Đó. Nhưng mà tu thiền á, cái người mà tu thiền mà có móng khởi mà chứng quả dị đồ kia vòng vòng lo mấy gì đó là nó di lạc, lơ mơ lạc thì với ma, là ngủ ma là nguy hiểm. Tu thiền là không có mong cầu. Ừ. Tức là để cái tâm của mình nó tâm vô nhất vật đó, mới là tâm Phật. Yeah. Tâm mình còn một cái vật gì chướng ngại là chưa phải là Phật, Phật thì chân như. Vậy thì khi tu thiền đó thì cũng rất là khó hay thầy, thì khi cái tâm mình bắt động hoặc là những cái vong linh một âm hồn, người ta có thể dựa tá cho mình hay sao? Nếu tùy theo năng lực, nên trong khi đó mình móng khởi cái gì đó, người ta biết được cái ý niệm của mình khởi lên là người ta sẽ khống chế mình. Yeah. Còn mình không có ý niệm mà không móng khởi gì hết đó, thì cái đó nó có hiện ra ra được cái chăng nữa, mình không chạy theo thì mình cũng không có sao. Yeah. Nhưng mà thường thường mình không có định lực, thấy hiện tượng xảy đến mình khởi cái ý niệm quá sợ sệt thì mình bị liền. Bị liền. Mình khởi cái ý niệm ham muốn cũng bị liền. Vậy là mình là cái, nếu mà thiền thì có một người chỉ dẫn hay là tự mình có thể là thiền được luôn thầy? Cái thiền á, nếu mà nói vậy đúng lý thiền á, có một người tu chứng thiền. Yeah. Gừng thiền vắng vẻ dễ gì vô, không phương chỉ lối e làm lạc. Có một chị đó, người ta đã tu chứng đạt được thiền, mình theo đó học. Yeah. Mình đi có lạc đường, người ta biết, ta chỉ mình. Còn mình tự học sách vở, tự tu này đó, mình tự tu tự đi, mình đi tới đó nó lạc đường, nhiều khi mình không biết. Mình cho là cái biết của mình là đúng, nhưng mà thật cái biết mình là sai. Vậy thì cũng như một số cư sĩ trên núi và tu sĩ cũng họ cũng thiền, rồi họ cũng giống như được cái huệ phát huệ rất giống như người ta đại khái kỳ gọi là tu đúng đi. Cũng như là người ta có cái tha là cái năng lực luôn. Thì cái hiện tượng đó là như thế nào thầy? Hiện tượng nó đơn giản thôi. Giống như mình tu thiện ít khởi vọng niệm. À. Thì tâm của mình nó lóng lặng thì nó sáng suốt. Sáng suốt thì nó sáng suốt, tự nhiên mình sẽ thấy mọi chuyện nó khác thường hơn người khác. Dạ. À, chứ không có gì khó đó. Cũng như thiền đó, người ta thấy được cái tâm linh rồi nhiều cái chuyện mà tâm linh kỳ bí không thể lý giải được cái vấn đề đó nữa. Là cái đó là do cái bình thường mình bị vọng trần á, vọng trần nó che phức. Dạ. Vọng khởi duyên đảo, danh lợi tình ái, thế trần đủ thứ đó nó che bức giống như mây đen đi. Dạ. Nó che ánh mặt trời. Khi mà bây giờ là mặt trời nó trôi qua là giống như cái ta tu nó đạt cái tâm nó an lạc vậy đó, là giống như mà mây nó không che nữa thì tự nhiên mặt trời nó phải sáng, nó dội xuống giống như bóng trăng đó. Mây không che thì nó tỏ hơn. Nó sở dĩ mà mây nó che nhiều quá thì trăng nó không tỏ, mà mây nó không che thì trăng nó tỏ. Khi trăng nó tỏ thì nó sáng, thì thấy biết được mọi cảnh vật. Nhưng mà thấy biết mọi cảnh vật mà người tâm người ta không có chạy theo. Yeah. Thấy biết để mà thấy biết thôi, chứ không phải thấy biết mà đi nói với người này người kia là. Yeah. Đó là mình có cái ngã, cái ta và cái hay của mình đó. Vậy là cái người tu thiền đó, giống như người ta thiền một mình, người giống như đại khái cái kỳ và giả sử như thầy đi. Thầy tự thiền tự tu. Rồi giống như thầy ngộ được những cái về cái phần tâm linh vô vi. Thì cái đó là theo thầy là người ta có cái giống như thầy có cái căn tu hay là cái như thế nào thầy? Cái đó nó căn cũng có một phần mà do hành giả. Hành giả là cái người tu đó, người ta có cái tâm nhiệt thành, tâm tha thiết. Yeah. Là cái tâm quyết chí tu. Yeah. À, nó tu mọi hình thức như khổ hạnh hay là ép sát hay gì đó, hay là ta có cái tâm gọi là nỗ lực thực hành theo những cái pháp đó. Yeah. Thế nhưng nó có pháp học, pháp hành. Thế vậy thì họ biết được cái pháp hành đó, họ tha thiết họ hành, tha thiết họ hành thì cái gì nó cũng có cái thành tựu của nó. Yeah. Khi người ta nỗ lực á, tích cực thì nó sẽ có thành tựu. Mà cái thành tựu nó không có dừng lại được. Mình tích cực tới đó là nó có những cái điểm lành, thấy biết được trong ma hay là thấy biết chuyện gì xảy đến á. Yeah, biết trước sự việc. Biết trước sự việc, nhưng mà cái biết trước đó là chưa phải là thành tựu. Yeah. Ông phải biết trước đó, nhưng mà ông không có chấp theo nó. Yeah. Ông phải giữ theo cái tâm của ông. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, giống như mình đạt được cái trạng thái tâm chân như của mình rồi. Yeah. Mình thấy mọi cảnh vật, nhưng mà mình không có danh lợi, không có tình ái, không có có gì thụ lợi gì. Mình thấy biết nhưng mà mình không chạy theo nó. Còn phương tiện mình nói ra này là để độ người mà nói thôi. Yeah. Chứ không phải phương tiện nói ra để cầu danh cầu lợi. Yeah. Cầu danh lợi là nó gây vào lạc vào là gọi là
Đại khái tâm ma. Tâm ma, tâm còn mong cầu, háo lợi đó. Thì cái tâm đó là một thời gian bị hoại diệt. Thành ra cái tu thiền, cái người người ta đã chứng ngộ là không ai biết được. Bởi vì nhiều cái nhiều lộ. Người tu là không có cần qua thầy, có thằng sư chỉ có người trợ duyên đại khái thôi, chỉ cho cách phương thức tu thôi. Thì cái đó là tu vẫn được an lạc, nhẹ nhàng. Đó, nhưng mà cái phần siêu thoát đó là ông không có người chỉ dẫn ông. Khó. Gừng thiền vắng vẻ dễ gì vô, không thương chỉ lối ai làm lạc. Không có người chỉ lối ai làm lạc. Giống như đầu tiên tổ ngài Hư Văn á, ngài tu thiền, ngài gặp ngài Lai Quả rồi các ngài đã chứng rồi, ngài khai thị, ngài ăn chứng cho ngài. Ngài mới gặp Thượng Quảng Khâm, ngài cũng ăn chứng với nhau. Giống như thầy chứng đi, thầy đã ngộ là hồi đó giờ rồi mà thầy chứng đắc, thầy cũng không biết thầy chứng đắc nữa. Gặp một vị tổ kia, ngài đã chứng đắc rồi, ngài tổ đó, tức là ngài đạt đạo được rồi, ngài mới ăn chứng cho người đó, ông đã được gì đó. Như thị ăn chứng giống như là thầy đã, thầy một có một cái trí huệ, cái ánh sáng tốt, thì giống như, giống như con đang tu, thì thầy có thể ấn chứng là giống như giải thích, thì giờ của trò là đã đắc quả hoặc là được cái là đặc trị. Cái không phải là nói như vậy đơn giản, như thí dụ như các ngài có 5, 10 năm, 20 năm mới gặp lần. Đúng. Nhưng mà gặp nhau chỉ nói chuyện một hai câu là các ngài biết là người này đã chứng. Người ta đã hiểu ha. Gặp nhau mà nó như thị. Như thị là như vậy đó, ông nó được vậy đó. Chứ không phải mình nói nhiều. Cái thiền là không ai nói nhiều hết. Hôm nay em hỏi thầy mới phân tích cho em thôi. Thầy thật sự là thầy không có tu thiền, mà không phải là thầy không biết thiền, thầy cũng từng học thiền. Nhưng mà thầy thấy về tự lực thì thầy không có khả năng. Ai có khả năng thì tự tu đi, thầy là theo pháp môn niệm Phật. Theo bổn nguyện Phật Di Đà, đặt chọn niềm tin Phật Di Đà, sống bình dị như mọi người thôi. Niệm Phật một đời này thoát ly sinh tử luân hồi. Thì cũng như cái video này đó, thì Kỳ với sư Huệ ở đây nói với tiêu đề này để giống như trợ duyên với mà góp ý vô những cái phần tu thiền để cho những khán giả, những ai đang tu thiền thì giống như biết được cái cơ bản, cái gọi là cái cơ bản mình ở đây là mình chia sẻ cái nha. Cơ bản nhất là mình phải nắm rõ bát chánh đạo. Thật sự cái người tu thiền nào phải nắm là 37 phẩm chư đạo, nhưng trong 37 phẩm chư đạo là bát chánh đạo là cái đó là cái căn bản nhất. Nếu mà tu thiền mà không nắm bát chánh đạo thì dễ bị lầm lạc lắm. Khó tu ha. Đó là tu sai lầm, mình cho mình chứng đắc, thật ra không phải chứng đắc vậy đó. Mà cái chứng đắc nó cho nghe nó, nếu nói quả vị thì nó nhất thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền. Trong cái nhất thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền này là tức là ta đã vô định, nó sanh lên những cõi trời đó. Cái thiền này chưa thoát khỏi luân hồi nha, thiền này nằm trong lục đạo đó, giống như quốc độ lo phất của thời Phật đó. Khi Đức Phật học quốc độ phất, ngài đã chứng được thiền vậy rồi, nhưng mà ngài cảm nhận được là cái thiền này chưa thoát khỏi luân hồi, ngài mới không dừng lại đó, mà ngài bỏ đó, mà ngài mới trở về cái thiền chân như tâm của ngài. Thiền Phật tánh của ngài đó. Là có nghĩa thiền là tổ truyền tổ đó, ngài truyền cho Ca Diếp A Nan rồi cái đó. Cái thiền đó là cái thiền tối thượng thiền đó, thiền của Đức Phật Thích Ca đó. Còn cái thiền nhất thiền nhị thiền tâm thiền này là thiền gọi là thiền định đó. Thiền định là nó sanh lên những cõi trời, và chỗ trời có nhiều tầng trời đó. Thiền định càng cao thì cõi trời càng cao. Còn cái thiền A La Hán thì phân tích cho nghe nữa. A La Hán là cái quả gì? A La Hán đó là tu là hoàng, tư đa hà, tu là hoàng, tư là hàm, A La Hàm, A La Hán. Tu là hoàng là con thiền vào trong đức đắc thánh, là gọi là quả Thất Lai đó. Chứng quả gì tu là hoàng rồi, là cái người ở cái cõi thế gian này, là cái người đã chứng quả gì đó là ở cõi thế gian này không còn tham đến bất cứ một cái gì hết. Sở dĩ họ ở đây là cái duyên của họ thôi. Cái duyên của họ là còn bảy Thất Lai là phải trở lại ở cõi này, nhưng không tham liếng nữa. Giống như gia đình ông bà Công Quẩn á, là họ chứng là tu đồ hoàng đó, tu đồ hoàng, tu đồ hàm, anh hàm thôi đó. Thì chứng nó mấy quả vị này là tu đồ hoàng thôi, là con thiền vào đã vào đất thánh rồi, tức là ta không còn ô trượt thế gian này nữa. Đó, nhưng mà còn bảy lần Thất Lai nữa mới tu lên. Tu đồ hoàng A La Hà, tu đồ hoàng, tư đồ hàm, tu đồ hoàng, tư đồ hàm, A La Hàm mới A La Hán. A La Hán là chứng quả vị A La Hán là thoát khỏi luân hồi rồi đó. Không còn trở lại cõi này nữa, mà còn trở lại là thị hiện thôi, phải không? Thị hiện chứ là độ chúng sanh thôi. Mà A La Hán á, quả vị A La Hán là quả chỉ là trong mà bốn quả thánh nếu Phật là Phật á là cao nhất, Phật á, Bồ Tát, mà tới Duyên Giác, tới A La Hán, Thinh Văn á, A La Hán là Thinh Văn, Phật là tới Bồ Tát, Phật là lớn nhất nè, mới tới Bồ Tát, Bồ Tát rồi mới tới Duyên Giác, Duyên Giác mới tới Thinh Văn.
là quả vị A-la-hán là quả vị thinh văn, nếu mà không còn bốn quả vị này không còn thoát khỏi luân hồi nữa nha. Phật yeah. là toàn năng toàn giác rồi, Bồ Tát là còn di tế vô mình đó. Còn cái bích chi Phật là tu là duyên giác đó, duyên giác là bích chi Phật á. Ví dụ như cái quả đất này đi, là không có một vị Phật nào ra đời yeah. Giống như Đức Phật nói với ngài Ca Diếp á, nếu ta không ra đời đây là ngài Ca Diếp này cũng chứng quả vị bích chi Phật yeah. Là ngài duyên giác, là ngài ngộ được cái duyên sanh của 12 nhân duyên đó, là tức là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập sanh ái, ái sanh bảo thủ, bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh lão tử đó. Khi mà Đức Phật ngài nói ta mà không đắc đạo á, ta mà không thể hiện cái này thành tựu á, thì ngài Ca Diếp ngài cũng chứng quả vị được bích chi Phật. Dạ. Mà bích chi Phật là không phải là Phật hoàn toàn. Phật hoàn toàn là có 12 danh hiệu, là Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sư điều ngự trưởng phu thiên nhân sư đó. Yeah. Thì đó là 12 danh hiệu là Đức Phật Thích Ca ngài đó, Phật toàn năng toàn giác. Còn cái kia là bích chi Phật là ông chỉ một cái quả vị bích chi Phật, là nó nằm với nhị thừa thôi, riêng biệt thôi. Yeah. Thành ra hôm nay mình nói về thiền, hôm nay nói cũng lâu rồi. Yeah. Mình xin tạm dừng tới đây nha. Nói cho em biết là như vậy đó. Yeah. Thành ra hôm nay phiên quyết các vị tu thiền rồi phải nắm theo bát chánh đạo, phải học thuộc lòng bát chánh đạo, nắm theo đó có cái căn cứ á, căn bản á, mình tu gì đó là nó mới có căn bản, nó không bị lầm lạc. Còn cái thiền mà nó ngộ thật sự là trên thế gian này không có. Các vị ngộ kia đó là do là tổ á thị hiện thôi. Thí dụ tổ một vị thị này thị hiện để làm tổ thì người kia mới khai ngộ cho người này. Mà những người mà đã ngộ thiền đó là người ta đã tu mấy chục năm này, nó kham khổ là tôi cùng cực, tôi dùng mọi cách để ngộ đạo mà không có, mà gặp cái vị tổ sư đó ngài mới chỉ cho mình khai ngộ. Ừ. Còn bây giờ mấy cư sĩ đều kêu ngộ đó là cái ngộ kiến giải thôi. Kiến giải là ngộ theo cái hiểu biết thôi. Ừ, kiến giải ngộ về nội tâm là chưa có khả năng đâu. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, mong quý vị quan hỷ giùm nha. A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, cảm ơn thầy rất là dạ. nhiều. Chúc thầy nhiều sức khỏe và an lạc trên con đường tu đạo nha thầy. Dạ. Dạ.